Trời. À, mảnh đất Ba Vì đầy nắng và gió và nhiều lòng lợn mọi người ạ. À, trai Ba Vì thì đẹp trai dễ thương, còn gái Ba Vì thì chưa biết, tại vì mình bây giờ lâu lắm rồi không tán gái nên quên mất rồi. Đấy. Thôi. À, quý. Anh chập đi, anh chập đi. Không, mình sẽ tìm cho cái miếng lòng thật là ngon. Ui, chỗ này cũng ngon này. Nói chung là ui miếng nào cũng ngon. Ui miếng nào cũng ngon. Ui ăn miếng nào, ăn miếng này. À, đây. Đây, người ta gọi là đầu lòng xe điếu. Đấy. Đâu, có con hoa không? Có con hoa không? Cái gì đây? Con hoa xong rồi đâu? Ui. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy. Dám ăn. Ý da, đây nó dày nhá. Lòng nó dày nhá. Dày kinh điển nhá. Đấy, bây giờ nào mau đi. Ăn đồ nào, nhanh nhanh nhanh. Cắt. Cắt em. Đấy. Cắt. Ui, kéo thôi không? Mẹ kéo. Mẹ kéo. Ôi giời ơi. Ê, anh đi em kéo kìa nào. A. B. Trời ơi. Mình cũng phải làm một miếng. Sao? Dài à? Ngon lắm. Ngon á? Tao tưởng dài nữa gì. Chết. Nào nào. Mình cũng sẽ làm một miếng. Ngon lắm không ạ? Béo. Ui. Dài đúng không? Dài. Đâu, tao thử xem nào dai không. Giòn. Ngon mà. Ngon. Ấm hết nhỉ. Đây. Mình sẽ cho mọi người khám phá từ đầu cái nồi thắng cố Ba Vì của anh em mình nha. Thắng cố luộc. Thắng cố luộc. Tiếp theo, nhân vật tiếp theo sẽ là nhân vật gì đây? Nhân vật tiếp theo sẽ là một miếng trễ quá này, cách của người long thường vừa vậy ra chúng ta chơi đây. Đây nhân anh vật mẹ kéo kia. Từ nhân vật tiếp theo của chúng ta rất là nặng, thế nên là chúng ta phải dùng sự hỗ trợ từ này. Đây nào, mày chọn chỗ nào, cứ tùy chọn em ạ. Đây chỗ này là vừa mồm nhất này. Đây, cắt. Ui cắt. Ui trên vùng cao chưa chắc đã được thưởng thức như anh em mình đâu. Anh em mình là chơi nóng chơi cả lò luôn. Đấy, mày lấy cái đũa. Đấy, mày chấm ít bột canh. Ra con người, mày dám cho khác đi. Đấy, chấm vào đấy. Đấy, chắc. Và mời tất cả mọi người nhá. Anh là phải phá mồm kìa. Bỏng quá. Bỏng lắm à? Nó giòn. Thì em phải làm miếng á. Mời tất cả mọi người nhá. Đây là miếng trễ đấy. Ui. Tuyệt vời. Quá khó. Ơi. Xuất sắc. À đây. Cái phần ngon tiếp theo đó là phần, đây là mọi người biết là phần gì không? Người ta gọi đây là chế. Tiếng Mường mình gọi là chế, đúng không? Đấy. Còn là tiếng kinh thì người ta đây là tiếng Mường gọi là chế, nhưng mà tiếng kinh thì gọi là bím, đúng rồi. Bím lẩu bím. Rồi mình sẽ xẻo cái này ra nhá. Nào ấy ruồi nó dám đến đây để đưa anh mình sẽ phẫu thuật có chế này. À mày hay ăn phao câu mà đấy. Không phao câu đấy, không ăn cái này đâu. Wow, bẩn lắm. Bẩn vơ vả vơ bẩn đây. Chú chế nó dọn. Ui. Ui. Mày cho tao tí muối vào đây. Tao ra làm chế đó. Cho em à. Ừ, ok. Cho em ăn chế. Nào, lắp muối vào đây. Đây là đoạn gần chế thôi. Mong đệ thích ăn phao câu. Nào, sẽ cho món đệ thử cái món phao câu này. Chị nó nhau lắm. Mau đệ không biết thưởng thức chế. Dài lắm. Dài, rất là ngon nhá. Nhưng mà hôm nay, cái gì đấy? Dạ con. Phải không? Chuẩn luôn. Dạ con. Đây là phần dạ con nhá. Chuẩn luôn. Phải không? Ui giời. Đúng luôn, đây không phải dạ dày đâu nhá. Đây là dạ con. Từ từ.
Đây, cho mày một miếng nhỏ không sợ dai. Cái này sợ dai đấy. Không dai đâu, giòn, đấy thôi đấy. Đấy. Dài không? Dài à? Đâu mình thử một cái ra. Dạ con đi thử một dai á. Cái này dai. Đây dạ, đây mới là dạ dày của nó nhá. Dạ dày nó thì rất giòn. Nè. Thì đó mình sẽ thưởng thức đến dạ dày sau. Và nhân vật tiếp theo của bữa tiệc ngày hôm nay sẽ là ai đây? Cái đấy ăn rồi. Cái đấy ăn rồi. Nhân vật tiếp theo nhá. Đây, lòng dạ anh ơi. Không, cái này là nhìn thấy hấp dẫn phết này. Mày biết cái này cái gì không? Cái này là cái để cuốn thịt. Cái này lá mỡ, mỡ lá này. Mỡ lá. Làm thử miếng mỡ không? Có. Đây, cho mình miếng mỡ. Em phải làm miếng to to. Ui. Đấy. Đưa anh đưa cả cái kẹp này. Mày đấy nhá, để anh gọi ship lấy 5 lít bia. Đấy. Mày quên không có bia. Với tất cả mọi người nhá. Làm miếng mỡ lá của con lợn. Mỡ tôi ăn nó sao? Ngấy không? Không ngấy. Không ngấy á? Ừ. Mình sẽ thử miếng mỡ nhá. Mà mỡ mà sẽ không ngấy. Không ngấy mà. Nghe có vẻ điêu điêu. À. Nhưng mà đây là mỡ lá đấy mọi người nhá. Đây. Miếng mỡ nó đây. Đấy. À. Thôi nào. Mềm mềm. Nó không hề ngấy tí nào nhá. Nó béo nhưng mà không ngấy. Và tiếp theo sau cái miếng mỡ lá này đó là một cái đây là ấy cái kẹp của anh đâu đấy. Lá lách à? Nào. Đây là sau cái miếng mỡ lá này là đến cái lá lách. Đây. Đấy toàn bộ em nó đây nhá. Đấy. Đấy. Nào cắt. Ui trời ơi. Ui. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Nhỏ thôi không mà lại phồng mồm, còn ăn nhỏ thôi còn nhiều miếng ngon lắm đấy. Ăn no mất là tí nữa là mất miếng ngon đấy. Đấy. Ấy. Chấm. À. Ui. Quái. Nào chấm. À. Ngon rồi. Nóng. Những cái gì nóng bỏng là rất là ngon. Những cô gái nóng bỏng cũng thế. Và tiếp theo, nhân vật tiếp theo là gì? Mau đệ thích ăn gì? Em thích ăn lòng dạ. À, ok. À, cho 3 mét lòng chủ quán đây. Ok. 3 mét lòng đại gia đây. Đại gia ăn khẩu phần nào? Em ăn khẩu này. Đây mời đại gia. Nào đại gia có ăn theo kiểu em hoàng đế. Em ăn khẩu đỏ này. Mà đại gia có ăn theo kiểu hoàng đế ăn lòng không? Cái này lắm bỏng lắm. Nó đang nóng. Đấy, cắt. Đấy. Tưởng muốn ăn theo kiểu hoàng đế ăn lòng thì sẽ có phục vụ chân chính. Đấy, ui dồi ôi. Béo chưa? Ui dồi ôi. Hai miếng. Ây à, tham thế. Đại gia cắt cho tiểu nhị xin. Ui dồi ôi. Nước. Nước này vào, nước. Không ăn mọi người ạ. Nước. Lúc này mà cắn mà phọt một phát vào mồm nhá. Mày lại cắn lên trên rồi. À. Cái này nó nhiều ngấn quá. Đấy, đưa tao cầm ở đây. Để anh cắn đi. Đấy. Nào, cắn đi. Chân yếu tay mềm. Nó dai anh ạ. Dài cái gì? Đấy. Đây là miếng lòng dạ nhá mọi người nhá. Ngọt đuôi được không? Chua. Ui, từ lúc quên đấy. Mày biết quên món gì không? À thôi tí nữa, cứ thưởng thức cái này đã. Mời tất cả mọi người nhá. Cái món này là món để thích nhất này. Lòng dạ không ạ? À. Wow. Chuẩn cái lòng dạ không? Nó có tính thủng thủng. Món này. Thêm miếng nữa đi. Ấy cái đầu đấy. Buồn lắm không ạ? À. Làm ấy. Cái đây em yêu. Làm món gì ngon. Món này mà đây thích ăn xào dưa lắm ạ. Không ra xào dưa thì hết ý. Còn đây là cái đoạn phần là khấu đuôi phải không? Xem cái phần lòng già khác xem. Đúng rồi, cái phần khấu đuôi mọi người ạ.
khấu đuôi ăn cũng rất là ngon nhá. Đấy, người ta gọi là nõn đuôi á. Cái này thì nó giòn. Cái phần da cái đấy, đấy, nó rất là giòn. À, phải cắt với lại thái mỏng thì rất là ngon. Nhưng mà được, mình cứ thử đã. Đó, kéo. Dài. Dài lắm. Dài lắm mọi người ạ. Ôi, đây. Đây. Hơi dài anh chị cắt cho mình rồi nhỏ. Đấy. Ôi. Sao? Sao? Giòn đúng không? Nó này dài. Nói chung là vẫn ngon. Nhưng mà ngon. Ừ. Bây giờ tiếp theo nó sẽ là phần là đây. Cái phần mọi người sẽ nhiều người trông đợi. Đây là dạ dày. Bố anh biết phần nào ngon nhất? Cuống dạ dày. Đúng rồi. Đây. Nào đưa đây, anh cắt cho mình miếng cuống dạ dày. Đưa cái đây. Cuống dạ dày. Đây. Úi giời, giòn đấy. Ui. Úi giời ơi. Thôi, lặn nó tăm rồi. Đây. Đây. Bánh xe. Là đầu lòng xe điếu gọi bằng cụ. Đấy. Mình sẽ ui. Mình sẽ cũng thử một miếng. Đây này mọi người, nhìn cái đoạn là cuống của dạ dày này. Nhìn nút cái lòng xe điếu ấy mọi người. Đấy. Giòn không? Giòn. Giòn đúng không? Nói chung là cái miếng này ấy, thì chỉ có một vài miếng. À, tao vẫn còn một cái cuống nữa đấy. Nhưng mà bây giờ phải mò, mày xem mò ở đâu. Mày mò ở đâu đi. Nó ở đâu đây, quanh đây thôi. Giòn giòn mà dai dai ăn sướng đấy. Tao vẫn còn một cái cuống nữa đấy. Cuống nữa? Ừ, cuống dài luôn đấy. Giòn, ngon thật sự luôn. Không, vậy cái cuống cơ. Đâu rồi cái cuống đâu rồi? Tim. Cái này cái mũi to mới vớt được cái cuống đấy. Biết rồi. Đây rồi. Đầy đủ hết tất cả bộ phận lòng nội tạng của con lợn nha mọi người nhá. Thiếu cái gì không nhỉ? Không thiếu. Đấy. Cuống này là cuống van tim à? Hình như thế. Còn một cái cuống nữa cơ, không biết cuống gì. Một cái cuống nữa dài hơn cái cuống này. Không, mà cứ thử cái cuống này xem. Ôi, cuống này mặc lắm ớt đấy. Giỏi lắm em ạ. Giòn thật sự trong mồm luôn mọi người ơi. Nghe nó vui dài thôi rồi ạ. Trễ thì ngon nhưng mà ăn rồi, đợi phải thưởng thức hết những cái món khác á. Hôm nay nhiều món quá. Đây. Đây là cái đoạn lòng. Lòng ngon nhá. Đây, cắt bỏ hẳn cái đoạn này rồi. Đây. Mày ăn thử một miếng lòng này mà xem. Wow. Hết giờ luôn. Lòng gì đấy anh? Lòng này kiểu đoạn đầu lòng ấy. Wow. Cái lòng này nó trắng nhỉ? Wow. Nó trắng hơn cả con kia ấy. Cũng ngon nhưng mà hơi dai. Dai. Tiếp theo nhiều người trông đợi tiếp theo đó là hai đại ca này. Ui giời, đừng có rơi nhá, rơi làm đấy lắm. Hai đại ca này là một là đại ca tim, hai đại ca phổi. Nhiều người cứ bảo là không nên ăn phổi nhưng mà mình cũng khá là thích ăn phổi đấy. Em không thích ăn phổi. Cũng khá là ngon đấy, không ăn phổi thì ăn tim. Đấy, cắt cho mau đi miếng tim. Đầu tim ấy. Ui. Còn đang nặng quá cái này. Nào tay. Ui. Đi. Tim tim. Ngọt. Ngọt à? Ngọt chắc thế mình không cần chấm nữa. Ngọt. Nhưng mà đại cái trong cái bộ phận con lợn đó, tim thì mình không thích lắm tại vì nó nạc, nó chỉ dành cho chỉ con hay ăn cháo ăn bột đấy. Phổi này cũng ngon nhá.
mình sẽ làm một miếng phổi. Đây, đây là phổi lợn lợn bản đấy. Bản có ta. Bản có ta là bản gì? Bản có ta. Ăn có đông. Quên mất. Từ lúc ăn ngon quên em ạ. Đây. Mời em.